năm chuyện tình tay bà từng làm dậy sóng Vbiz, Hồ Ngọc Hà bị chỉ trích, nam em mang tiếng là tiểu tam. Chuyện tình cảm của các ngôi sao vẫn luôn là một chủ đề thu hút đông đảo sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Showbiz Việt với nhiều tin hỉ từ các cặp sao nổi tiếng, nhưng kèm theo đó không ít là những scandal tình ái được phanh phui trên mạng xã hội. Đứng giữa tâm bão, mỗi người trong cuộc đều có các hành xử riêng. Tuy nhiên, dù ít hay nhiều, danh tiếng của mỗi nghệ sĩ đều phần nào bị ảnh hưởng bởi thị phi ái tình. Clip hôm nay, hãy cùng Hero Thanh điểm qua 5 chuyện tình tay ba từng làm dậy sóng Vbiz nhé! Nếu thấy video hay, nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi. Hồ Ngọc Hà, đại gia kim cương và vợ. Đúng dịp lễ tình nhân 2016, trên mạng xuất hiện những tấm ảnh tay trong tay, tình cảm của Hồ Ngọc Hà cùng đại gia kim cương Chu Đăng Khoa tại Thái Lan. Tuy nhiên, câu chuyện lại trở nên ồn ào, nhức nhối khi vợ của đại gia Chu Đăng Khoa là Vân Anh đã viết tâm thư chỉ đích danh Hà Hồ, chấp nhận nhường chồng cho nữ ca sĩ và sẽ sớm hoàn thiện thủ tục ly hôn. Trước những chỉ trích hướng về Hồ Ngọc Hà, doanh nhân Chu Đăng Khoa đã lên tiếng chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình đã bị rạn nứt từ lâu. Anh và vợ đã ly thân và nhiều lần ra tòa nhưng chưa chính thức ly hôn do nhiều thủ tục còn đang dang dở. Vì vậy, không thể nói Hà là nguyên nhân làm gia đình tôi tan vỡ hay Hà là người thứ ba. Như thế không công bằng với cô ấy. Tôi mới chính là người có lỗi trong chuyện này khi không thể bảo vệ được những người thân và gia đình của mình trước dư luận. Bạn trai Hồ Ngọc Hà nói. Từ đó đến nay, mỗi khi hình ảnh hẹn hò của Hồ Ngọc Hà và Chu Đăng Khoa bị rò rỉ, chị Vân Anh lại biết status bóng gió về nữ ca sĩ trên trang cá nhân. Vân Anh cho rằng Hồ Ngọc Hà không chỉ phá hoại hạnh phúc riêng của mình mà còn chọc vào nỗi đau và dựng chuyện gây chia rẽ, làm bất hòa mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Trước những ồn ào bủa vây lấy mình, Hồ Ngọc Hà luôn chọn cách im lặng. Sau đó, Hồ Ngọc Hà đã lên tiếng giải bày lòng mình. Tôi, một người luôn gắn với những thị phi rắc rối, phiền toái và luôn sống trong một cuộc sống căng thẳng. Dù vô tình, vô tâm hay thế nào thì tôi luôn hướng đến một cuộc sống không khiến ai buồn. Mong mọi thứ bình an cho tôi và cho mọi người. Phan Thành, Mizu và Hot Girl Thúy Vi. Trước khi gặp Thúy Vi, Phan Thành và Mizu được xem là một cặp đôi đẹp trong làng giải trí. Thậm chí Mizu còn bí mật tổ chức lễ đính hôn với bạn trai vào cuối năm 2014. Tuy nhiên tháng 10 năm 2015, tin nhắn tình cảm của Phan Thành với Hot Girl 17 tuổi Nguyễn Thúy Vi bất ngờ bị rò rỉ. Trong cuộc trao đổi, chồng sắp cưới của Mizu thường xuyên dùng những từ ngữ đầy tình cảm, tán tỉnh, làm người hâm mộ hoang mang, lo lắng. Trên trang cá nhân của Mizu cũng liên tục xuất hiện status buồn rầu. Cuối cùng, sau nhiều tin đồn rạn nứt, Phan Thành và Mizu đã đường ai nấy đi. Sự tan rã của cặp đôi khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Ngay sau đó một thời gian, Thúy Vi cũng thừa nhận lúc đó cô bốc đồng quá, nhưng sau khi xảy ra scandal thì cô trưởng thành hơn và nhận ra mình làm sai nhiều thứ. Nếu được chọn lại, Hot Girl Cà Mau sẽ không bao giờ làm như vậy. Là một trong những mỹ nhân vừa xinh đẹp lại giỏi giang trong showbiz Việt, sau khi chia tay bạn trai thiếu gia, Mizu lại tiếp tục quay trở lại hoạt động nhiều hơn. Ở tuổi 30, cô nàng đã sở hữu khối tài sản cách xù do chính mình làm ra. Trường Giang, Nam Em, Nhã Phương. Đầu tháng 3 năm 2018, Hoa Khôi Nam Em gây ra một cơn chấn động trong showbiz Việt khi tiết lộ chuyện tình hẹn hò cùng Trường Giang trong thời gian nam danh hài vẫn đang công khai mối quan hệ tình cảm với Nhã Phương. Thời điểm đó, những phát ngôn sốc của Nam Em như "Tôi yêu Trường Giang tới mức có thể chết vì anh ấy", "Mọi thứ tình cảm không có từ ngữ nào diễn tả được", "Em phải uống thuốc ngủ nhưng đêm nào cũng nằm mơ thấy Trường Giang". Ngay lập tức nhận được nhiều luồng phản ứng trái chiều từ khán giả, đa số cư dân mạng cho rằng cô dùng scandal người thứ ba để PR sản phẩm âm nhạc mới ra mắt. Thậm chí nhiều người còn dùng từ ngữ nặng nề để chỉ trích Nam Em như khùng điên, tâm lý không bình thường. Về phía Trường Giang, người từng dính không ít tin đồn hẹn hò với đồng nghiệp nữ, danh hài sinh năm 1983 cũng nhận về không ít gạch đá khi bị cho là người đàn ông lăng nhăng, thiếu trách nhiệm, hèn hạ với người con gái mình từng yêu. Nhã Phương, người bạn gái danh chính ngôn thuận của Trường Giang, bỗng chốc trở thành nữ chính đáng thương nhất showbiz. Dù chưa từng trực tiếp nhắc đến chuyện tình cảm ồn ào, nhưng những câu trả lời bóng gió thừa nhận rằng cô tổn thương rất nhiều trong mối quan hệ với Trường Giang, khiến không ít người xót xa. Những tưởng rằng Nhã Phương sẽ quyết tâm dứt áo ra đi, chia tay Trường Giang sau những sóng gió anh gây ra cho cô. Nhưng không, bẵng đi một thời gian, nhiều bằng chứng Nhã Phương có bầu bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội. Kèm theo đó, thông tin về đám cưới của Nhã Phương, Trường Giang cũng khiến showbiz Việt dậy sóng.
sau scandal, Trường Giang vẫn đắt sâu, Nhã Phương được ca tụng vì lòng bao dung. Riêng nam em, người giúp ngòi nổ quả bom thị phi thì xuống dốc không phanh cả nhan sắc lẫn sự nghiệp. Cô tăng cân quá đà, gương mặt tiều tụy, sản phẩm âm nhạc không được chú ý, bị các show truyền hình lạnh nhạt. Mỗi lần cô xuất hiện trên mạng xã hội là một lần làm những điều không bình thường. Danh tiếng của top 8 Hoa hậu Trái đất 2016 hoàn toàn bị vấy bẩn vì một chuyện tình ái mà cô không phải người duy nhất có lỗi. Bình Minh, Trương Quỳnh Anh, Tim. Tháng 12 năm 2017, những hình ảnh thân mật của Trương Quỳnh Anh và Bình Minh được chia sẻ rộng rãi. Nguồn tin từ đồng nghiệp trong làng giải trí cho biết, Tim và Trương Quỳnh Anh dù ly hôn nhưng vẫn sống chung. Tuy nhiên, nữ diễn viên trẻ đã qua lại với Bình Minh sau khi họ có dịp hợp tác chung. Sự việc đến tai Tim và nam ca sĩ này đã không giữ được bình tĩnh. Tại Liên hoan phim Việt Nam ở Đà Nẵng, vào đầu tháng 12 năm 2017, Tim xông vào đánh Bình Minh trước sự chứng kiến của nhiều đồng nghiệp. Một người trong ngành điện ảnh có mặt tại sự kiện nhưng cũng yêu cầu giấu tên, cho phóng viên của Zing.vn biết. Khi Bình Minh đang ngồi thì Tim tới, đẩy vào đầu và nói với Bình Minh đừng đụng vào vợ mình. Bình Minh có mất bình tĩnh và định phản ứng thì mọi người và lực lượng an ninh đã ngăn cản. Sự cố tình cảm và việc xô xát ở Liên hoan phim đã khiến Bình Minh cùng Trương Quỳnh Anh vấp nhiều chỉ trích từ công chúng. Trương Quỳnh Anh và Tim cùng giữ động thái im lặng, khước từ bình luận. Trong khi đó, trả lời Zing.vn, Bình Minh khẳng định những tấm ảnh được chụp trong hậu trường phim thề không gục ngã, nhưng anh từ chối nói về vụ xô xát với Tim. Phạm Quỳnh Anh, Quang Huy, Bảo Anh. Tin đồn ngoại tình được xác thực và thực hư danh tính kẻ thứ ba. Tin đồn Phạm Quỳnh Anh, Quang Huy xích mích trong hôn nhân đã từng gây xôn xao dư luận giữa năm 2017. Thời điểm đó, cả hai bị phát hiện lặng lẽ hủy kết bạn với nhau trên Facebook. Đồng thời, công chúng cũng nhận thấy Phạm Quỳnh Anh hoàn toàn tách biệt khỏi hoạt động của công ty WePro do ông xã cô điều hành. Hai vợ chồng cũng không còn đăng ảnh cả gia đình lên trang cá nhân suốt một năm trời. Tuy nhiên, chỉ đến khi nữ ca sĩ Thu Thủy bất ngờ bình luận khó hiểu, đúng là phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai, bên dưới bức ảnh của Phạm Quỳnh Anh, cư dân mạng mới thực sự tin rằng cuộc hôn nhân của vợ chồng ông bà chủ WePro đã bí mật kết thúc. Tin đồn ông bầu Quang Huy nhiều lần ngoại tình khiến hai vợ chồng phải ly thân ngay sau khi Phạm Quỳnh Anh sinh con thứ hai dấy lên. Giữa tâm điểm, ca sĩ Bảo Anh bất ngờ bị chỉ điểm là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân nói trên. Sóng gió được đẩy lên cao khi giọng ca Bụi Bay Vào Mắt thừa nhận ông xã có mối quan hệ ngoài luồng trong một đoạn hội thoại được chia sẻ lên mạng xã hội. Cùng thời điểm, Bảo Anh, người bị đồn là tiểu tam, tỏ ra vô cùng bức xúc. Cô tuyên bố đệ đơn kiện lên tòa án để xử lý những tin đồn xúc phạm uy tín và nhân phẩm của mình. Những tưởng mọi chuyện đã lắng xuống khi Phạm Quỳnh Anh dần trở lại với hình ảnh xinh đẹp, tận hưởng cuộc sống bình yên bên con gái, thì ngày 5 tháng 12, Bảo Anh bất ngờ tung tin nhắn với Phạm Quỳnh Anh thay cho lời khẳng định mọi đồn đại người thứ ba đều là vô căn cứ. Tuy nhiên, sự thanh minh của Bảo Anh không làm cho dư luận tỏ thái độ cảm thông. Ngược lại, mọi sự chú ý đổ dồn vào thái độ dửng dưng đến bất thường của Phạm Quỳnh Anh với những câu trả lời đều thế, ở đâu ra thế, thay cho sự an ủi động viên. Bản thân Phạm Quỳnh Anh khi được Bảo Anh tác trực tiếp vào dòng trạng thái này cũng không nhấn nút like. Càng không thanh minh, giải thích giúp đồng nghiệp đang trong cơn bão tố dù chuyện liên quan trực tiếp tới gia đình nhà cô. Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến câu chuyện lùm xùm và nhiều bí ẩn này vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.